Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ. Matthew chương 10, từ câu 26 đến câu 33. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe dỉ tai, thì hãy lên mái nhà giao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Trong thời đại tự do tôn giáo được đề cao, chưa bao giờ Kitô giáo lại bị bách hại nhiều như thời nay. Đức Phanxicô dám nói giáo hội thời nay bị bách hại hơn thời kỳ đầu. Các Kitô hữu bị thù ghét và làm hại vì chính đức tin của họ. Có nhiều hình thức bách hại khác nhau, có khi là đóng cửa hay tấn công, đốt phá các nhà thờ, bắt gỡ xuống những thánh giá trên cao. Có khi là làm cho người Kitô hữu không còn đất sống, bị phân biệt đối xử, đành phải trốn quê hương mà đi. Có khi Kitô giáo bị coi là sản phẩm của thực dân ngoại lai, là thành phần đe dọa an ninh của quốc gia dân tộc. Trong năm 2015, có hơn 7.000 Kitô hữu bị giết và gần 2.500 nhà thờ bị tấn công. Tại Pháp, cha Jacques Amel bị hai người dùng dao đâm chết khi đang dâng thánh lễ tại họ đạo của mình vào tháng 7 năm 2016. Ở nhiều nơi trên thế giới, truyền giáo giữa Thanh Thiên Bạch Nhật vẫn còn là một điều bị cấm đoán. Rao giảng công khai trên mái nhà là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Đức Giê-xu kêu gọi các Kitô hữu đừng sợ. Cứ nói to những điều mình đã được Thầy dạy dỗ trong nhà. Cứ công bố những gì mình đã nghe Thầy nhỏ to chia sẻ. Sớm muộn sẽ đến ngày những điều còn ẩn khuất được lộ ra. Những bí mật được vén mở cho người ta biết. Đức Giê-xu còn chỉ cho ta biết ai là người mà ta phải sợ. Không phải là người chỉ lấy được mạng sống của xác thân, mà là đấng có quyền trên cả hồn lẫn xác, đời này và đời sau. Thank you.
nhưng đấng đáng sợ lại là đấng đáng yêu. Vì đấng ấy là người cha giàu tình thương với mọi loài thụ tạo, cả những thụ tạo bé bỏng và tầm thường như loài chim sẻ. Hai con chỉ đáng một hào, làm cả ngày mua được 32 con. Vậy mà không con nào rơi xuống đất ngoài ý cha của anh em. Trên đầu mỗi người có bao nhiêu sợi tóc chẳng ai biết. Vậy mà cha chúng ta biết, vì Ngài đã đếm từng sợi tóc trên đầu. Vì cha quý những thụ tạo tầm thường, bé nhỏ, nên chúng ta biết mình có chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa và được cha trân quý hơn chim sẻ bội phần. Khi tin vào người cha ấy, chúng ta được giải phóng khỏi nỗi sợ. Cái chết đời này chẳng có nghĩa gì so với cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Nên người Kitô hữu ca hát an vui ngay giữa nơi hành hình. Nơi hành hình là nơi làm chứng trước mặt mọi người về Đức Giê-xu. Có những người sợ khi phải nhận mình thuộc về Đức Giê-xu. Phê-rô đã chối không biết Thầy Giê-xu, không thuộc nhóm của Thầy. Ông sợ những liên lụy có thể khiến ông gặp rắc rối. Nhìn nhận hay từ chối có tương quan thân thiết với Ngài, điều đó ảnh hưởng đến vận mệnh vĩnh hằng của từng người. Ai nhìn nhận Đức Giê-xu sẽ được Ngài nhìn nhận trước mặt Chúa Cha, và Chúa Cha sẽ nhận người đó vào nước của Cha trên trời. Nói chung, chẳng có ai theo Thầy Giê-xu mà lại được yên ổn, vì chính đời Thầy đã kết thúc một cách không yên. Nhưng theo Thầy là bình yên đón nhận thân phận của Thầy, không phải chỉ rao giảng về Thầy mà còn phải sống lời rao giảng đó. Không phải chỉ công khai tuyên xưng Thầy trên mái nhà mà còn để cho tinh thần của Thầy thấm vào toàn bộ cuộc sống. Mong rằng chẳng có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con được ơn khôn ngoan để con biết sợ điều phải sợ. Cho con đừng sợ những đe dọa đến thân xác tiếng tâm, nhưng biết sợ toàn bộ con người mình bị hư mất vĩnh viễn. Cho con đừng sợ những kẻ làm hại con ở đời này, nhưng biết sợ phải xa đấng con yêu và muốn con hạnh phúc. Xin giải phóng con khỏi những nỗi sợ đã ăn sâu vào cuộc sống, những nỗi sợ ngấm ngầm mà chính con không dám thú nhận, những nỗi sợ khiến con chẳng được tự do an vui. Nhờ đó con dám sống thật sự là mình, tươi tắn và hồn nhiên, nhẹ nhàng và thanh thản. Xin dạy con ngắm những bông hoa dại vệ đường để thấy chúng được điểm trang lộng lẫy. Xin dạy con ngắm chính mình mỗi ngày để thấy vẻ đẹp nơi mình như một quà tặng của tình yêu. Xin dạy con ngắm đàn chim sẻ ríu rít buổi sáng để biết mình chẳng nên quá lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng nên phó thác
như em thơ ngồi trong lòng mẹ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt đời mình trong tay Cha, xin cho con cũng đặt đời con trong tay Chúa. Ngày 25 tháng 6, Thánh William ở Vercelli. Sinh năm 1085, mất năm 1142. William ở Monte Vercelli, sinh tại Vercelli, nước Ý, năm 1085. Cha mẹ William qua đời khi ngài còn rất nhỏ. Những người họ hàng thân thuộc đã nuôi dưỡng ngài. Khi William trưởng thành, ngài trở nên một ẩn sĩ. Ngài đã làm phép lạ chữa lành người đàn ông bị mù lòa tại núi Solicoli, vì vậy danh tiếng ngài vang xa. William hết sức khiêm tốn đến nỗi không vui thích sự ngưỡng mộ khâm phục của người đời. Thánh nhân thật lòng muốn sống đời ẩn tu để có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. William đã ra đi sống ẩn mình trên một ngọn núi quan du cao vút. Giờ thì chẳng còn ai quấy rầy ngài được, nhưng ngay cả nơi ấy, William cũng chẳng được yên thân. Người ta lại tìm đến tụ tập quanh thánh nhân và họ xây cất một đan viện dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Do bởi đan viện của William mà người ta đặt cho quả núi một tên gọi mới. Họ gọi nó là núi Đức Trinh Nữ. Một thời gian sau, vài đan sĩ bắt đầu phàn nàn kêu ca rằng lối sống thật quá khó khăn. Họ muốn được dùng những món ăn khá hơn và chương trình giờ giấc thoải mái hơn, nhưng Thánh William không tự giảm bớt hoặc nới lỏng kỷ luật của mình. Thay vào đó, ngài đã chọn một vị bề trên mới cho các đan sĩ, rồi ngài và năm đồ đệ trung thành đã ra đi và thiết lập một đan viện khác tại núi Conneto, và ngài vẫn giữ nguyên kỷ luật khắt khe như trước. Một trong các bạn đồng hành của ngài là Thánh Gioan Mantua, John of Bolzano. Cả William và Mantua đều là những nhà lãnh đạo. Các ngài nhận thấy nếu chia tay nhau để mỗi người thiết lập một đan viện mới thì sẽ có ích lợi hơn. Các ngài là những người bạn cao cả vĩ đại nhưng có lối nhìn sự việc khác nhau. Gioan đi lên phía đông và William trảy xuống phía tây. Cả hai đều rất thành công. Thật vậy, cả hai đều là những vị thánh. Sau đó, vua Roger xứ Napoli đã giúp Thánh William. Ảnh hưởng tốt của William trên nhà vua đã làm cho vài người xấu bụng trong cung điện tức giận. Họ cố chứng tỏ cho nhà vua biết rằng William thật là một người xấu xa độc ác, chỉ ẩn nấp sau lớp vỏ thánh thiện bề ngoài mà thôi. Và họ đã sai một người đàn bà trắc nết đến cám dỗ William, nhưng bà ta đã không thành công. Dường như bà đã ăn năn hoán cải và từ bỏ lối sống tội lỗi. Thánh William qua đời ngày 22 tháng 6 năm 1142 tại Giulietto Nostco, nước Ý. Lời bàn: nếu như bạn có chuyện bực tức, giận ghét ai đó, hãy xin Thánh William tỏ ra cho bạn thấy điểm tốt ở nơi con người ấy. Ngài sẽ gợi hứng cho bạn biết cách làm thế nào để sống thân thiện với người ấy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.